Vâng, đây là con BSS 336. Cái dòng BSS này thì cái sao tiếng nó cực kỳ hay. Nó là một sản phẩm rất là nổi tiếng, được sản xuất tại Anh. Thì nếu như mà can chỉnh cho nó ok, chuẩn thì nó là rất cực kỳ hay luôn đấy. Nghe nó tiếng bass rất là mềm mại, sâu lắng, uy lực. Và đây là cái cáp gọi là cáp RS232, cái cáp để mà giao tiếp giữa cái drive rack của mình với cái laptop nha. Trên thị trường thì có rất là nhiều loại, mình cũng mua, hồi xưa mình cũng mua đặt trên Lazada rồi eBay rồi đặt trên Shopee rồi tùm lum la, nhưng mà về sao không được. Ở cái loại này thì cái loại này là loại gọi là loại nu, cho nên là một số loại mới xài mà mới kết nối được thôi, thì cái loại này là xài được. Nếu như các bạn nào mà mua không được á, thì liên hệ với mình cũng cung cấp bán cái loại này luôn. Ở cái thông tin ở bên dưới cái bình luận á, của mình đấy. Ok Đây nhé, mình cắm một đầu vào cái driver BSS của mình nhé, BSS 336 nhé. Rồi xong rồi bắt đầu mình cắm một đầu kia vào máy tính này. Đây, cái ngõ này vào máy tính USB. Thì cái nhiệm vụ của các bạn bây giờ đó là tải một cái driver cho cái máy tính nó nhận được cái cổng này. Tức là anh đọc được cái cổng này á, driver trên máy, là mình có đính kèm ở dưới cái phần đó luôn, hoặc là bạn rồi bây giờ sau khi chúng ta kết nối giữa cái BSS với máy tính rồi á thì chúng ta sẽ cài cái driver cho cái dây RS232. Bây giờ chúng ta sẽ gõ ở trên Google là driver đó, driver RS232. Trường hợp máy tính của bạn là 64 bit, ta sẽ tải cái này đi. Đây, USB to RS-232 driver. Xong chúng ta cài về chúng ta xài nha. Và mình thì tải rồi, cho nên đó, ở đây chúng ta có rất nhiều phiên bản 32 bit, 64 bit là Windows 7. Đây, chúng ta sẽ ra cái này nha. Đào về cài là xài ra. Rồi chúng sau đó chúng ta kiểm tra, chúng ta vào Device Manager. Đây, chúng ta xem nó có đọc kết nối chưa. Đây có một port này, chúng ta xem. Đây, cái chỗ này là mình đã cài là cái COM 1 rồi. Nếu bạn cài vào bạn kiểm tra nhé. Nhưng mà không phải là COM 1 thì chúng ta vào Property, xong rồi vào các bạn chuyển. Đây, vào Edit này. Đây, chúng ta sẽ chuyển cái con mấy đó không biết, nhưng mà phải chuyển vào con một mới xài được. Chúng ta ok, vậy là ok rồi đó. Rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn là tải cái phần mềm VFS, cái firmware của nó luôn. Chúng ta sẽ vào Google, chúng ta gọi VFS Audio. Rồi đây cái trang này, các bạn vào cái chỗ support, support xong rồi vào software nhé. Đây chúng ta có hai phần audio chat, bỏ vào tiếp vào. Và sau đó có rất nhiều cái version khác nhau, các bạn sẽ tải cái version này Acunet để cài. Và mình đi cài rồi cho nên là mình giờ mình mở luôn. Rồi sau đó chúng ta sau khi cài xong thì trên cái giao diện chúng ta sẽ có một cái icon như này, cái phần đó chúng ta click nó sẽ mở ra, mở cái phần mềm ra. Rồi sau khi mở ra phần mềm ra thì nó giao diện nó sẽ hiện như này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái phần mềm này đã làm việc được với cái BSS kia nha.
Rồi chúng ta vào cái View Network thì ở đây mình đã có con một này rồi là ok rồi. Bây giờ mình mở ra, mình sẽ vào View Hardware đây, chỗ Device này mình bấm vào đây chỗ BSS này. Đối với mình là cái đang xài cái BSS 336 nên mình sẽ mở cái này. Ở đây cho có BSS 336 đây, chúng ta sẽ giữ cái chuột với đôi vào đây. Rồi đó thì muốn vào trong máy chính thì mình kích thích chuột vào. Rồi thì như nguyên bản của nó là như thế này nhé. Rồi chúng ta sẽ vào kích vào online để mình chỉnh nhé. Rồi nó sẽ hỏi xem là mình có một cái tối không, làm việc trực tiếp trên máy tính đó. Ok. Ok luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị tất cả những chức năng, hầu như tất cả những năng của cái VRS này. Chúng ta sẽ có display là cái màn hình này, view là chế độ bao nhiêu way, it's over để mình cắt 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 full, zoom, it's over A và B từng cái kênh này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái over edit nha, để ta cắt nhé. Rồi cái xúc thì chúng ta sẽ đang xài, bây giờ chúng ta sẽ cài cho nó 1, 2 luôn. Đối với cái VLS này thì 1 ta theo tính cặp rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 quay á. Giả sử như chúng ta sẽ cắt xúc ở chế độ là ở cái tần số là khoảng 50 đi, còn 50 cho nó tiếp vào nó tự động chạy ra 50. Trên thì chúng ta khoảng 120 đi. Đó, 120. Rồi. Còn cái này ví dụ như mình đang xài hai way thì mình cũng xài cái này thì cho nó out. Các bạn tích vào không, tự động nó sẽ out. Rồi. Còn full thì mình cắt khoảng tầm tầm 110 đi. Vâng, cái này thì ao số cao đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho đặt cái tên cái này để mình biết thôi chứ không quan trọng lắm. Ví dụ như là cái này là xúc, cái này là full. Hai đi. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái display xem nhé. Đó, nó sẽ cắt như này. Đấy. Bây giờ muốn nó xúc nó mạnh hơn tí thì chúng ta vào cái tần số cái EQ này này, chúng ta sẽ lên cái đó vào đây để lên đây lên khoảng tầm 3 dB cho cái tần số khoảng 60 Hz, ở cái tần số 60 Hz một cái độ lòng của nó chứ 1 octa đi. Rồi sang lại display nha. Đó, nó cao. Rồi, ở đây thì chúng ta có tắt bút này. Để tôi sẽ quay lại cho các bạn xem khi nào chúng ta bật cái đó thì nó sẽ hiện từ đây như này. Có điều khiển trên máy tính thì cái này là nhận nha. Rồi, ok. Ra đây chúng ta có thể sử dụng công cụ delay. Rồi EQ, rồi limit nhiều lắm. Vấn đề thì chúng ta
cho lên khoảng 10 dB đi. 10 dB. 10 luôn. Ok. Vậy chúng ta là xem qua để mà là nhập ít về phần mềm. Sau khi chúng ta chỉnh rồi thì chúng ta sẽ lưu lại vào kết và vào program. Chúng ta sẽ chọn vào một cái kênh chúng ta cần lưu của bốn nhân to đặt tên cho nó về để xong rồi cảm ơn các bạn nhé. Cần thắc mắc cái gì thì cứ liên hệ vào cái thông tin ở bên dưới mình sẽ vừa đáp nhé.